mời quý vị các bạn cùng theo chân tôi đi khám phá cái khu chợ sinh viên gốc của đại học của trường Đại học Nha Trang. Trường Đại học Nha Trang là một cái trường nó nằm ở có những cái địa lý rất là đẹp, nằm ở trên rất là cao, và cái đường mà từ ngoài đường cái đi vào trường nó cũng rất là đẹp. Đây thưa quý vị, đây là cái đường, đó là đường Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu thì nó là một con đường Nguyễn Đình Chiểu nhưng nó ngắn thôi quý vị ạ, nó không có dài. Và trường sinh viên ở trên cung đường này thì đang có hai cái trường. Một là trường Đại học Nha Trang, cứ thẳng đường này chúng ta đi là vào Đại học Nha Trang. Trên đường đấy nó còn có cái trường cung cấp kinh tế, trung cấp kinh tế và công nghiệp. Tí nữa đi qua chúng ta sẽ thấy. Cái chợ đêm, chợ sinh viên thì chủ yếu là phục vụ cho các bạn sinh viên. Thì ở đây chúng ta thấy là cái người ta đang bán đây là đồ túi này, ví các thứ này quý vị. Chúng ta cùng đi xem thử nha quý vị, có cái gì hay không nhỉ. Đây là quần áo, váy. Đây là quán cơm, cơm sinh viên nha quý vị ạ. Giờ này các bạn đang đi ăn rất là đông. Nó là một cái đường, nó là một con dốc của quý vị ạ. Cái con dốc này nó nhìn thấy nó dốc rất là đẹp. Đi lên đây nó rất là đẹp. Đây là quán bán cái đồ khoai tây chiên các thứ quý vị. Quần áo, giày dép. Khu sinh viên đây là đồ cũng chủ yếu là chỉ phục vụ cho các bạn sinh viên thôi, giá nó rất là rẻ, 100k thôi quý vị. Đồng hồ. Đây là quán ô tô, cà phê nha quý vị. Đây thì người ta toàn bán những cái đồ quần áo này, rồi là các cái quán ăn nhẹ hoặc là cà phê, trà sữa. Khu sinh viên nên là giá nó cũng rất là sinh viên quý vị. Quý vị nhìn thấy rất là nhiều. Quán trà sữa nhìn rất là đẹp mắt. Khu ký túc cho sinh viên. Bán giày dép, bên này quần áo, quán trà sữa, cà phê này, quán ăn vặt này quý vị. Tích đu nhìn nó rất là đẹp, trang trí rất là đẹp. Quán này tôi cũng đã từng thử ngồi rồi, giá của nó cũng bình thường thôi quý vị ạ, giá sinh viên, gọi là giá sinh viên.
Đây đây là cái trường Trung Quốc Kinh tế Khánh Hòa, quý vị, nó nằm trên cái trục đường Nguyễn Đình Chiểu, một trong hai trường đại học đang nằm trên cái trục đường này. Mỗi rất là nhiều quán trà sữa cà phê, nhưng mỗi quán nó lại có một cái trang trí bắt mắt khác nhau. Đây là đường trường tiểu học Vĩnh Phước 2. Đây là người đẹp. Người ta trang trí rất là bắt mắt. Lông tóc quý vị nhìn này, giày dép rất là nhiều. Quán đồng hồ. Quý vị nhìn cái giá của nó cũng rất là rẻ hơn so với những cái quán nằm ở cái ngoài khu vực sinh viên này, quý vị ạ. Dày đặc là những cái kiosk kinh doanh để phục vụ cho cái lượng sinh viên. Đây là chuyên về dòng mỹ phẩm. Đây, rất là nhiều. Những cái quán cà phê nằm trên khu vực này rất là đông khách. Tối thì sinh viên tập trung chơi đây đông lắm quý vị ạ. Đây là cái viện khoa học công nghệ khai thác thủy sản, khoa học và công nghệ khai thác thủy sản của trường Đại học Nha Trang. Đây quý vị. Tập hóa.
quán hủ tiếu, nó nằm ở tít vào phía bên trong, thì nó không nằm ngoài đường ra quán cáp. Đây là cái quán này nó đã có ở đây từ rất lâu rồi quý vị ạ. Mình tít bên trong này rất là đông khách. Cửa hàng tạp hóa tự chọn. Ở giờ này thì vẫn còn những cái cửa hàng bán rau đồ ăn uống này, người ta vẫn còn mở quý vị ạ. Phục vụ cho cái khách sinh viên, những cái sinh viên mà người ta đi làm về muộn nữa quý vị. Quán internet. Đây cũng một cửa hàng rau củ quả nữa, vẫn chưa đóng cửa. Sinh viên nhiều người ta đi làm thêm nên là về muộn. Như đây bạn này bây giờ bạn mới về với đi mua đồ ăn nữa quý vị ạ. Vàng bạc hiện từ Tây. Có rất nhiều bạn sinh viên cũng rất là mạnh dạn để kinh doanh những đồ bán cho sinh viên như này quý vị, như giày dép bán ở ngoài vỉa hè, ngồi đường bán luôn. Cũng có cái hàng sửa điện thoại. Lắc tay, lắc chân, dây chuyền, bông tai các thứ. Cửa hàng bán chuyên về cái đồ thể thao quý vị. Ở trên trục đường này đang có một cái quán cà phê Galaxy Garden này mới mở, rất là đông khách. Đông khách từ cách phục vụ cho đến cái chất lượng và cái trang trí nó cũng rất là đẹp. Đây là phụ kiện điện thoại. Mày ngay bố. Anh em. Các sinh viên vui tính nhé. Đây là cái
tôi chuyên về bán các dòng ba lô túi. Trong này là cái bãi gửi xe, xe máy, xe đạp, xe máy. Đấy, có những cái cửa hàng bánh mì này chẳng hạn, nó cũng đã tồn tại ở đây rất là lâu rồi quý vị ạ. Rồi bán đồ ăn vặt, bánh bao. Trước mặt của chúng ta đây là cái cổng trường đại học Nha Trang quý vị ạ. Trong này rất là mát mẻ. Nha Trang đang nằm ở địa hình trên cao, rất là mát. Những cái bạn mà sinh viên hoặc là tất cả mọi người, ai mà người ta cũng yêu thích âm nhạc thì chủ yếu là cái lượng sinh viên người ta đang tập trung rất nhiều vào cái quán cà phê 3K. Về 3K nó giống như là phòng trà ấy quý vị. Ở đây thì chủ yếu là cái lượng sinh viên rất đông đến uống nước, uống cà phê, nghe nhạc, là bạn nào yêu thích âm nhạc ca hát thì rất là thoải mái. Tôi xin phép được dừng video ra tại đây xem quý vị. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem video của tôi. Hãy ủng hộ tôi bằng cách nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều những video mới nhất nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau nha quý vị ơi.